Dưới thông điệp hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi, ngày 4 tháng 4, 250 tình nguyện viên là sinh viên của trường Đại học Tây Đô tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện. Chương trình do Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ phối hợp với Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ, trường Đại học Tây Đô và báo Tiền Phong tổ chức. Hoạt động nhân đạo này nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu cứu người, cổ vũ phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển. Qua khám sàng lọc sức khỏe có 245 người đủ điều kiện hiến máu, góp phần tạo lượng máu dự trữ cần thiết để phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân.